Tôi không sợ trước sự sống chết này, mà chỉ muốn tìm cầu phương pháp giải thoát luân hồi thôi. Nếu như có một giải pháp như vậy tồn tại, thì đó chính là mục tiêu của cuộc sống này của tôi. Ngày hôm nay tôi cứu đàn bò này thoát khỏi cái chết, nhưng mà vẫn còn biết bao con người và những sinh linh khác đều đang chìm đắm trong biển khổ đau. Khắp nơi đều là bi thương và sầu khổ, chỉ có khổ đau mà thôi. Nếu tôi có thể chấm dứt được tất cả nỗi thống khổ này, thì có thể mang lại sự an vui và tịch tịnh cho hết thảy chúng sinh. Siddhartha, chỉ có bạn mới cho ta thấy buông bỏ tất cả lại đạt được tất cả. Bằng ngược lại, nhìn như có tất cả nhưng thật ra không được thứ gì hết. Love.